Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Triệt cả nhà Nguyễn Đức Chung lộ diện kẻ chủ mưu. Có thể nói, người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sống chết vì chế độ có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là quyền lực và mục đích thứ hai là vì tiền và rất nhiều tiền. Có thể nói, vụ án Nguyễn Đức Chung là vụ án lớn thứ nhì sau vụ án ông Đinh La Thăng. Cho tới nay, Nguyễn Đức Chung đã ra tòa một lần và chắc chắn sẽ ra tòa thêm nhiều lần nữa. Vụ án này không khác gì vụ án Đinh La Thăng là mấy. Mặc dù Nguyễn Đức Chung đã từng là anh hùng lực lượng vũ trang. Đối với Đinh La Thăng thì chính ông Nguyễn Phú Trọng ra tay triệt hạ. Còn đối với Nguyễn Đức Chung thì ai là người đã ra tay? Đó là một câu hỏi đang cần được giải mã. Vào ngày 14 tháng 8, trên các báo lớn của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam có đưa tin, lực lượng cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành kê biên nhiều nhà đất của cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Như vậy là đối với ông Nguyễn Đức Chung thì quyền đã mất và tiền giờ cũng mất luôn. Ông ta mất tất cả. Việc triệt tới cùng với kẻ ngã ngựa Nguyễn Đức Chung cho thấy phía bên kia đang muốn đánh cho gia đình Nguyễn Đức Chung không còn mảnh giáp, không chỗ nương thân. Đây là hình ảnh Tô Lâm đang cho kê biên nhà 88 Trung Liệt của ông Nguyễn Đức Chung. Nơi thụ lý vụ án Nguyễn Đức Chung là Bộ Công an, trong khi đó nơi thụ lý vụ án Tất Thành Cang ở thành phố Hồ Chí Minh lại là Công an thành phố. Cũng Tất Thành Cang và Nguyễn Đức Chung được xem như là hai nhân vật ngang vai ngang vế. Nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng đã giao cho Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án Tất Thành Cang, được ông Nguyễn Phú Trọng không giao Công an Hà Nội thụ lý vụ án Nguyễn Đức Chung. Đây là điều khác biệt rất lớn. Có thể nói rằng chính quyền thành phố Hà Nội là sân nhà của ông Nguyễn Phú Trọng, bởi trước đây ông Trọng từng là bí thư thành ủy thành phố này. Lẽ ra ông Trọng có thể giao nhiệm vụ truy tố Nguyễn Đức Chung, nhưng tại sao ông ta lại không giao? Nguyễn Đức Chung là một chính trị gia đang lên, rất trẻ tuổi và có năng lực. Nếu không bị kết tội thì tại đại hội lần thứ 13 ông ta đã vào Bộ Chính trị và cạnh tranh chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm là điều hoàn toàn có thể. Ông Tô Lâm cũng đang có phút bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nên cũng rất khó khăn. Nguyễn Đức Chung bị loại ngay khi trước đại hội 13, làm người ta đặt nhiều câu hỏi nghi vấn. Đây là hình ảnh kê biên 3 căn nhà được diễn ra như thế nào. Được biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng lệnh kê biên tài sản đối với 3 bất động sản của ông Nguyễn Đức Chung để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án gây thiệt hại cho nhà nước hơn 36 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã áp dụng lệnh kê biên tài sản với 3 bị can trong vụ án để đảm bảo thi hành phần dân sự. Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 3 bị can bao gồm ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty thương mại dịch vụ Arctic; và Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc công ty MTV Thoát Nước Hà Nội, cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Trường Giang và Võ Tiến Hùng. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản đối với 3 nhà đất của ông Nguyễn Đức Chung, bao gồm nhà đất có diện tích 102,7m² tại 88 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Căn nhà ông Chung sử dụng thường xuyên cho đến khi bị bắt là căn hộ chung cư có diện tích 175m² số 2B nhà R3 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, và căn hộ chung cư có diện tích 175m² tại Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Đồng thời cũng áp dụng lệnh kê biên nhà đất diện tích hơn 139m² của bị can Võ Tiến Hùng tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và kê biên căn hộ chung cư diện tích hơn 114m² của bị can Võ Trường Giang tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhà ở thành phố Hà Nội có trị giá kinh tế rất lớn, tuy nhiên Nguyễn Đức Chung lại có đến 3 căn nhà. Không biết ông Chung dùng những căn nhà đó cho ai ở? Với tiền lương của ông Chung thì bao nhiêu năm mới mua nổi một căn? Đây là câu hỏi mà dư luận đặt ra.
các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam bao giờ cũng thế, tài sản nổi như nhà cửa, ô tô và chi phí cho con du học gấp cả trăm lần tiền lương, thậm chí gấp cả ngàn lần. Khi nào các quan tham bị quẳng vào lò thì mới té ngửa ra những khối tài sản khổng lồ đó là có thể do tham nhũng hoặc làm ăn bất chính mà ra. Còn phần chìm chưa kể đến. Ông Tô Lâm giờ là kẻ trên ngựa, còn Nguyễn Đức Chung là kẻ dưới ngựa, nên mọi xấu xa của Nguyễn Đức Chung đã bị phanh phui, còn tài sản của Tô Lâm thì xem như là hợp pháp. Người dân thường hay nói, quan nào cũng tham, quan trọng là ai bị lộ và ai không bị lộ mà thôi. Vợ và con ông Nguyễn Đức Chung cũng bị réo tên. Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉ đạo công ty MTV Thoát nước Hà Nội là doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mua chế phẩm Redoxy từ công ty Arctic là công ty gia đình của Nguyễn Đức Chung. Do vợ ông Chung là bà Nguyễn Thị Chi Hoa bỏ tiền thành lập và con trai ông Chung là Nguyễn Đức Hạnh đứng tên. Chế phẩm Redoxy 3C có nguồn gốc từ Đức, được sử dụng để xử lý ô nhiễm môi trường. Mặc dù nhà sản xuất chào bán cho Hà Nội với giá 8,5 euro trên một cân, song ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo công ty MTV Thoát nước Hà Nội mua qua công ty Arctic từ 295.000 đồng cho đến 326.000 đồng một cân. Trong đó, từ năm 2016 cho đến năm 2019, công ty MT Thoát nước Hà Nội đã ký 15 hợp đồng kinh tế mua chế phẩm Redoxy của công ty Arctic với tổng khối lượng là 489.080 kg, trị giá hơn 167 tỷ đồng. Thiệt hại của vụ án là số tiền chênh lệch giá giữa chào hàng chỉ có 8,5 euro một cân bán cho công ty Arctic và giá công ty MTV Thoát nước Hà Nội mua của công ty Arctic từ 295.000 cho đến 326.000 đồng là số quá lớn. Qua đó giúp công ty Arctic hưởng lợi không chính đáng đến số tiền hơn 36 tỷ đồng. Đây cũng được coi là khoản thiệt hại nhà nước trong vụ án. Cơ biên này nhắm vào tài sản của Nguyễn Đức Chung và nhắm vào vợ của Nguyễn Đức Chung. Có thể nói, cú đánh lần này của Tô Lâm là muốn triệt đường sống của vợ con ông Nguyễn Đức Chung. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam tham ô hàng ngàn tỷ, trăm tỷ, không ít, nhưng việc kê biên hết những tài sản nổi là việc làm hiếm thấy. Đây là hình ảnh Nguyễn Đức Chung và vợ tại một điểm bỏ phiếu tại Hà Nội vào năm 2016. Những phiên tòa xử quan tham của chế độ này là những trò chơi chính trị. Thắng thì lên chức và được nhiều bổng lộc, còn thua thì chấp nhận bị bêu với thân phận là tội phạm và bị triệt đường sống. Và dù kịch bản ve sầu thoát xác nhưng vẫn không thoát được ve sầu thoát xác là hình thức ngụy trang đánh lừa để bản thân ve sầu thoát xác bỏ đi cái xác còn lại cho kẻ thù dày xéo. Ông Nguyễn Đức Chung cũng rất rành về binh pháp tuân tử nên ông cũng dùng kế này ve sầu thoát xác. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Nguyễn Đức Chung là người đã bỏ 100% vốn điều lệ vào công ty Arctic. Sau đó bà Hoa làm giả hồ sơ để chuyển nhượng cổ phần sang tên hai người khác. Kịch bản ve sầu thoát xác trên đã do ông Chung chỉ đạo nhằm che giấu hành vi phạm tội. Đây là hình ảnh vợ ông Nguyễn Đức Chung chụp chung hình bên con trai. Kịch bản ve sầu thoát xác của ông Nguyễn Đức Chung, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty thương mại và dịch vụ Arctic, mà Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc công ty MTV Thoát nước Hà Nội, về tội danh nêu trên tiếp tục bị truy tố. Đến giữa tháng 5 năm 2016, lo ngại việc để Nguyễn Đức Hạnh đứng tên sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bị can Chung, bà Hoa đã bàn bạc và chuyển nhượng lại 60% cổ phần vốn sang cho bị can Nguyễn Trường Giang, người có mối quan hệ thân thiết với gia đình bị can Chung, và 40% còn lại do người quen ông Chung đứng tên. Toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký, thay đổi giấy chứng nhận, đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp của công ty Arctic đều do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa thực hiện và tự giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh. Như vậy là kế ve sầu thoát xác của Nguyễn Đức Chung
đã bị Tô Lâm bắt bài. Khả năng là cả vợ và con ông Nguyễn Đức Chung cũng sẽ bị khởi tố. Nếu như thế thì cả nhà Nguyễn Đức Chung sẽ vào tù. Và đây là kết quả đấu đá trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi những đồng chí đã bị lộ phải vào tù và những đồng chí chưa bị lộ thì được ngồi ngoài tiếp tục tham nhũng của dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 8 năm 2021 với bản tin Triệt cả nhà Nguyễn Đức Chung lộ diện kẻ chủ mưu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.